Alo, xin chào các cô bác, anh chị, các bạn và các em. Đây là một cái áo đầm. Nói chung là áo đầm đi ăn tiệc đó, đầm dạ hội. Với một thương hiệu rất là nổi tiếng ha. Size 10. Cái áo đầm này CC mua được tới 70% off lên. Cái giá tiền thì CC không có thấy ghi ở đây. Nhưng mà CC biết những cái thương hiệu này là rất là nổi tiếng ha, rất là đắt tiền, một trăm mấy chục đô đó. CC mua còn có 39 đồng 99 nè, có một cái duy nhất. Kiểu này là kiểu CC mặc thường lắm, nhưng mà những cái thương hiệu khác thì cái mình vải nó khác, nó cũng là vải phi nhưng mà loại vải mỏng. Còn cái thương hiệu này rất là đặc biệt, cái loại áo đầm này cũng là phi bóng nhưng mà cái mình vải nó rất là dày. Và đây chính là cái áo dạ hội, áo đi ăn tiệc, chứ không phải là áo mặc đi chơi bình thường được. Size 10 mà CC mặc như vậy nè, để cho các chị em xem và trừ hao ha. Rất là đẹp luôn. Cái mình vải phi đó, nó dày, cho nên là các bạn mặc, cái phần bụng các bạn nó có bị to hay là mình ăn no nó phình ra cũng ok. Nếu mà đúng size 10 các chị em mặc thì nó sẽ cao lên như vậy. Nhớ là cái phần cắt ngang này nè, nó phải ở ngay cái phần dưới ngực ha. Đó, CC nắm, CC đưa lên để cho các chị em nhìn nè. Mang guốc cao ha, dài chấm đất. Đẹp từ màu sắc, kiểu này thì rất là đơn giản rồi. Với CC mặc á, thì CC sẽ xẻ cao lên ngay cái tay của CC. Còn cái này thì nó ngay ở dưới đầu gối ha. Đó. Đi ăn tiệc các bạn, như vậy là đủ rồi. Có thể choàng một cái áo lông. Đó. Đi như vậy. Yểu điệu thuật ngữ, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Tại CC mang guốc cao quá đó, cho nên là ở cái nền này nó trơn nữa, cho nên là CC cũng không dám đi nhiều mà cũng không dám quay nhiều ha. Đó, trên cả tuyệt vời, quá rẻ, có 39 đồng 99 à, size 10 ha. Nhớ nha, đầm này là đầm dạ hội, đầm đi ăn tiệc chứ không có phải là mặc đi shopping hay đi chợ hay đi chơi với bạn bè được ha, chỉ là đi ăn tiệc thôi. Đơn giản mà rất đẹp. Đó, các chị em đứng sai thì mặt nó sẽ cao lên như vậy, nó sẽ rất là đẹp luôn ha. Xách với cái giỏ này, bling bling, rất đẹp luôn. Là như vậy đó. Còn cái duy nhất là gì? Ở Mỹ này nè, người Việt mình á, mặc cái thương hiệu Tyler này nhiều lắm. Rất đẹp luôn. Đẹp mà đẹp cái kiểu rất là sang, rất là lịch sự. Không biết diễn tả luôn các bạn. Nhưng mà nói chung là trên cả tuyệt vời. Đối với CC, CC thích xách những cái giỏ. Nhưng mà có thể các chị em đi ăn tiệc thì thích cái bóp thì tùy ha. Đây. Là như vậy đó. Cao đầm này là đi dự tiệc ha, dạ hội. Cho nên lúc nào các bạn cũng phải cầm một cái ví ở trên tay hoặc là đeo một cái bóp này. Thì CC thích xách cái giỏ. Với lại cái giỏ này nó có những cái hộp kim tuyến như vậy, CC thích thôi. Chứ như các bạn thì các bạn nên xách bóp đầm. Rất là nhiều kiểu bóp đầm, dễ thương lắm. Đó. Trên cả tuyệt vời cái đầm này. Màu sắc đẹp. Cái mình vải đó đẹp lắm. Phi bóng mà nó rất là dày. Nó ôm vào trong người các bạn. Nó không có hít vào người các bạn. Cho nên chính cái mình vải này nó sẽ giúp cho chúng ta che những cái khuyết điểm ở trên người chúng ta. Nó dư khúc này một chút, nó dư khúc kia một chút. Thì cái mình vải nó dày mà.
mà nó phải xéo như vậy nữa, cho nên là nó sẽ che được cho các bạn. Rồi, bây giờ CC qua cái khác nha. Cả nhà có thích bộ này không ạ? Quần này là kiểu quần thun thun mà có len mỏng mỏng. Đây là cái dạng quần tây ha. Ở bên trong CC mặc một cái áo thun, vải cô tông bình thường thôi. Ở bên ngoài mặc cái áo crop top, dạng lẫn lẫn như vậy nè, đẹp lắm. Các bạn nào mà thiếu chiều cao đó, thì các bạn cần mặc những cái loại áo như vậy để chúng ta ăn gian chiều cao. Rất dễ thương, rất đẹp mà đơn giản lắm mặc, thoải mái lắm các bạn. CC là mặc đồ này thường ngày, mặc mỗi ngày luôn á. Mặc những cái bộ đồ như vậy đó, các bạn cảm thấy nó năng động lắm, nó thích thích lắm. Thiệt là thoải mái luôn. Bây giờ CC cởi ra cho các bạn xem cái áo bên trong. Ở bên trong là một cái áo vải thun cô tông bình thường thôi, hiệu Calvin Klein ha. Cái dạng áo lẫn như vậy nè, các chị em có thể mặc được với váy, với quần thụng, quần tây, quần jean. Nói chung là rất dễ mặc. Thật ra cái áo này đó là CC đã bán cho một bạn rồi, mà CC chờ bạn tới bây giờ là 3 tuần rồi đó. Bạn vẫn không chuyển tiền cho CC. Thì CC nghĩ rằng là bạn không mua cái áo này, mà bạn cũng không trả lời CC nữa. Hồi nãy đi soạn đồ mới nhìn thấy cái áo, cho nên là CC mặc luôn đó. Size small ha. Cho nên bạn nào mua thì liên lạc với CC 706-987-9063. Các chị em có thể mua chung với cái quần này, hoặc là mua cái áo không, hoặc là muốn như thế nào cũng được. Vì những cái này là những cái CC ghép lại, chứ không phải là trong bộ đó. Một cái áo có thể mặc với được nhiều loại đồ, thiệt là thích luôn đó. Và tiếp theo đây, cái áo đầm này đơn giản, đồ thời trang bình thường, không có đắt tiền ha. Cái áo đầm bên trong đó, size small, kiểu dáng rất là đẹp, nói chung là rất đẹp cái kiểu dáng. Đây là cái dạng áo đầm mà ở Mỹ này CC nghĩ ai cũng có hết. Những dạng đầm này là chúng ta mặc quanh năm luôn, xuân hạ thu đông đều mặc được. Khi mà mỗi mùa tới thì chúng ta có thể phối thêm những cái áo khoác rất là đẹp, hàng thời trang. Đây là một cái áo đầm thun, dễ giặt, không nhăn. Chúng ta đi du lịch hay là đi bất kỳ nơi nào chơi, chúng ta cũng có thể mang theo. Và cái nó tiện lợi là các chị em có thể mang dép được, mang sandal được, mang giày boot được. Mùa này thì chắc chắn là phải mang giày boot mới đẹp rồi. Các bạn cứ nhìn cái form áo là các bạn biết. Đồ thời trang thì nói chung là những cái kiểu nhìn thì nó ôm ôm, nó giống giống như vậy đó, nhưng mà người ta có thể làm thêm một hộp nút hoặc là một cái gì đó, người ta design chút chút vậy đó, để cho cái áo nó khác lạ hơn, nó đẹp hơn. CC thấy cái áo này rất đẹp luôn. Chị em nào mà có ngực á, mặc cái áo này đẹp lắm. Đơn giản, thoải mái, thích lắm các bạn. Đeo với lại một cái túi. Cái dạng đầm này thì CC nghĩ là đeo túi đẹp hơn là bóp đầm. Đây là cái túi da ha, da thật 100%. Cho nên là các bạn tha hồ mà xài, thật là đẹp luôn đó. Nó đơn giản, nó lịch sự mà nó đẹp. Nếu mà đi vào những nơi nào cảm thấy là nó sang sang một chút, thì chúng ta có thể khoác ở bên ngoài một cái áo đắt tiền một tí. Giống như cái áo đen này, là một thương hiệu rất là nổi tiếng, đắt tiền.
Nhưng mà CC cũng mua được 50% off lâu lắm rồi đó. Cái áo đó là đang có một cái chị nào mua, nhưng mà 6 tháng nay rồi, CC không có liên lạc lại được với chị nữa. Thì coi như là cái áo đó chị chưa mua. Cũng là size small ha. Trên cái áo đó vẫn còn tên của chị đó. Hôm nay thời tiết như thế nào và cái giờ CC làm video cho các bạn xem thì CC mới có thể mặc được bộ đồ như vậy. Ví dụ như là trời đang rất là nóng, thật là nóng, các chị em kêu CC mặc những cái bộ đồ như vậy thì thật sự là CC mặc thì mặc, nhưng mà mặc mà im lặng, đừng có nói chuyện hoặc là để cho các bạn xem như vậy thì được. Còn các bạn muốn CC là mặc rồi phải nói cái cảm nhận, cái bộ đồ mà CC đang mặc ở trên người nó như thế nào thì thật sự là nó phải theo thời tiết và khí hậu thì CC mới có thể nói được, thì mình mới cảm nhận được. Ví dụ như là hiện tại bây giờ này là trời đang rất lạnh nè, 50 mấy độ nè, CC mặc được, mặc ở trong nhà được, mặc ra ngoài trời cũng được, nhưng mà bây giờ đêm quá rồi cho nên là ra ngoài đường cũng hơi nguy hiểm ha. Cho nên đây là bộ đồ mà CC nói khoảng 50 độ là các chị em cũng có thể mặc được. Cái quần này là cái dạng quần thụng mà là quần tây, CC có rất nhiều nhưng mà quần này là mới tinh nè ha. Quần này á là cùng size với CC luôn. Cái CC thì mặc cũ rồi, còn cái này là mới CC mặc cho các bạn xem đây. Đó, thì size X small là CC mặc như vậy nè, vừa y luôn, thật là đẹp luôn. Đây là cái kiểu quần mà CC mặc thường lắm, mặc với rất là nhiều áo mà các bạn thiệt là thích luôn ha. Thì đây, có hai cái này là mới, còn cái của CC là đang ở trong máy giặt rồi. Đó. Thì đây, rất là đẹp luôn. Chị em nào mà muốn mua một cái bộ giống như vậy, đơn giản, lịch sự mà đẹp, thì các chị em nên mua bộ này. Cái áo này là áo len, size small ha. Mặc rất là ấm. Ở trong nhà mặc có một chút xíu như vậy mà nãy giờ nói chuyện chỉ có vài phút thôi mà CC thấy nó cũng đã nóng rồi đó. Đó, mặc như vậy khi mà trời bắt đầu lạnh lạnh. Đây là cái bóp hiệu Guess và đôi giày cũng hiệu Guess. Khi mà CC cởi cái áo len ra thì ở bên trong của CC luôn luôn là những bộ như vậy. Chỉ với một cái áo thun bình thường. Áo này thì CC nói với các bạn rồi ha, CC mua chỉ có hai giá tiền thôi. Thì khi CC bán cho các bạn loại là 15 đô, có thể lên tới 20 đô. Như cái áo này là 20 đô nè, rồi đắt tiền hơn một chút nữa là 25 đô. Chứ CC không có mua mắc hơn. Mắc hơn cũng có 40-50 đô, 60 đô một cái áo. Chỉ là áo thun lửng như vậy thôi cũng có nữa. Nhưng mà CC thì chỉ mua với cái giá tiền như vậy thôi, từ 15 đô tới 25 đô trở xuống để mặc. Cái này các bạn mặc thường ngày, mỗi ngày luôn. Với những cái dạng quần thụng, quần thụng thụng cũng đẹp. Quần thụng mà dạng quần tây như vậy cũng rất đẹp. Đó, thì đây là cái kiểu mặc đồ của CC đó. CC mua rất là nhiều luôn, cho nên là cái nào CC cũng có để phối chung với nhau cả. Thì ban ngày chúng ta đi, trời vẫn chưa có lạnh lắm. Nói chung là có thể được thì mặc như vậy thôi. Đi ra quán cà phê ngồi, hoặc là các bạn đi chợ, hoặc là đi ăn uống với bạn bè, nhìn rất lịch sự. Xuân hạ thu đông các bạn đều mặc được cả. Nhưng mà đối với mùa đông thì chúng ta luôn luôn có những cái áo len như vậy. Bắt buộc là phải có những cái áo len như vậy ha. Thì áo len này có rất là nhiều kiểu. Thí dụ như bạn nào thích nó có cái bo, hoặc là bạn nào thích cái dạng crop top rộng thùng thình ở dưới thì tùy. Trời mà chưa lạnh thì đối với CC đó là CC cột như vậy. Chứ nếu đó mà các bạn đó không có cột một cái áo ấm thì ở ngoài đường người ta nhìn các bạn, có thể người ta nghĩ các bạn something wrong, cái gì trong đầu các bạn đó. Là tại vì mùa này, cho dù là ngày đó trời nóng, chúng ta cũng không có thể là mặc như vậy, không, không có mặc như vậy được. Người ta cười mình các bạn. Đó, thấp người thì các bạn cột như vậy, hoặc là cột chéo ngang qua nách. Đó, đây là cái kiểu cột dành cho những người thiếu chiều cao, thấp người, hoặc là các bạn tròn người thì các bạn cột như vậy. Ngoại trừ các bạn nào cao thì các bạn cột ở bụng như vậy thì nhìn các bạn sẽ rất đẹp. Đó,
Là như vậy, giản lịch sự mà đẹp. Như vậy các bạn. Mỗi ngày một bộ. Rẻ tiền mà. Quần này là thời trang thôi ha. Nhưng mà cái mình vải các bạn sờ tay vào mua liền, thích liền luôn á. Với cái loại quần này nè, thật đẹp luôn đó. Rồi cái áo thun cũng rẻ quá mà. Bữa ăn sáng của các bạn thôi. Và chỉ có cái áo len này thì hơi đắt tiền một chút. Đó. Thì giống như CC nói với các bạn, ở bên trong chúng ta mặc một bộ đồ bình thường rẻ tiền, thì ở ngoài các bạn phải tìm một cái áo nào đó cho nó có tên tuổi một chút xíu, cho nó đắt đắt một chút xíu, nhưng mà on sale rồi thì nó cũng rẻ rồi. Nhớ một cái giỏ, một cái bóp. Đó. Như vậy là trên cả tuyệt vời rồi. Đơn giản, lịch sự mà đẹp. Chị em nào thích bộ này, liên lạc với CC 706-987-9063. Các chị em ở Việt Nam liên lạc với anh Sa 098-257-1934. Các chị em ở bên nước ngoài nhớ theo số 1-1706-987-9063. Là đây. Trên cả tuyệt vời. Rồi, bây giờ CC qua cái khác. Ngày hôm nay CC đã tìm được một cái áo này là size small. Của CC là size X small, CC mặc lâu rồi ha. Các chị em thiết là thích luôn thì đây. Hôm nay một cái size small. Nè các bạn thấy không? Dài mà rộng. CC nghĩ rằng cái áo này các bạn size xấu các bạn vẫn mặc được. Đây là áo len ha. Đẹp chết người, đẹp trên cả tuyệt vời luôn đó. Mê ly luôn đó các bạn. Rất tiếc là không có một cái bell nào để CC thắt ngang ở đây cho các bạn xem. Thì các bạn cứ hình dung ra đi ha. Mua cái bell hiệu Michael Kors, thắt cũng đẹp. Nói chung là bell nào thắt cũng đẹp. Bell da ha. Thắt cao lên, gần ở trên ngực dưới nè. Đẹp lắm các bạn. Là cái kiểu của năm nay đó. Thắt cái bell ngang qua đây thì các bạn đừng có đeo cái túi này ha. Bạn nào mà mặc giống như CC như vậy nè, không có thắt cái bell ngang qua thì đeo cái loại túi này hoặc túi nhỏ hoặc là bất kỳ cái túi nào. Tại vì khi các bạn thắt cái bell ngang qua các bạn còn đeo cái này nữa thì hai cái nó nhìn nó rườm rà lắm, nó vướng bận lắm. Đơn giản như vậy thôi. Lịch sự, đẹp, sang trọng. Đi bất kỳ nơi nào với một cái áo như vậy. Ở bên trong các chị em mặc một cái áo thun, vì đây là áo len mà. Đi tới chỗ nào nó nóng quá các chị em có thể cởi ra. Mặc với lại những cái loại váy như vậy. Cái váy này nè, quá nhiều các bạn thích. CC cũng thích nữa. Cho nên là CC mua đủ 3 size, 3 cái luôn. Thì bây giờ cái small bán rồi. Cái medium cũng bán rồi. Cái này là size lót. Nè, đó cho nên là CC mặc nó rộng tuột lốt như vậy nè. Cho nên chị em nào mà size lót á, hãy mua lấy cái váy này. Cái váy này rất là dễ mặc. Vì nó có màu trắng, màu xám, màu đen, màu nâu. Loại von, xếp ly rất đẹp. Thì các chị em mặc với lại những cái dạng áo này mà các chị em đã mua của CC nhiều rồi. Hoặc là bất kỳ một loại áo len nào cũng được. Đều đẹp cả. Kiểu của năm nay là như vậy đó các bạn. Thật là đẹp luôn. Dễ mặc. Đẹp. Trên cả tuyệt vời luôn. Chị em nào size lót đừng bỏ qua cái váy này, còn cái duy nhất nha. Hoặc là các chị em nào mà size medium á, mà các bạn bị cái bụng bự đó, thì các chị em mua rồi có thể cho thợ may đó, họ may lại cái thun này một chút thì các chị em cũng có thể mặc vừa. Nhất là các chị em ở bên Cali đó, đi ra sửa đồ rẻ tiền mà. Đó, may cái thun nó lại. Cái này là thun. Rồi các chị em mặc với bất kỳ loại áo nào đều đẹp cả. Nè CC mặc nó rộng nó tuột như vậy nè. Đó. Thì nói chung là CC mặc cho các chị em xem cái kiểu của thời trang năm nay là như vậy. Rất là đẹp. Áo hiệu ông già. Size small ha. Các chị em size medium cũng mặc được đó. Trên cả tuyệt vời. Với cái váy này còn một cái duy nhất thôi ha. Size lót. Tuyệt đẹp luôn.
Suy nghĩ các chị em size medium đó là mặc được nguyên bộ này nè, trên cả tuyệt vời. Sisi mặc rồi và Sisi đã mê và rất là nhiều các chị em đã khen Sisi mặc cái bộ đồ này quá đẹp cách đây một tháng mấy ha. Chị em nào thích bộ này liên lạc với em Sa 0982571934. Các chị em bên nước ngoài liên lạc với Sisi nhớ thêm số 1 kết bạn Zalo hoặc là Viber 1706987963. Các chị em ở Mỹ liên lạc với CC 706987963. Còn một bộ này duy nhất. CC qua cái khác nha.